9 câu nói khiến bạn thức tỉnh ngay lập tức, càng ngẫm càng thấy có động lực để cố gắng hơn trong đời. Kính thưa quý vị, 20 tuổi bạn chưa giàu thì có thể lỗi tại cha mẹ, nhưng 35 tuổi mà vẫn còn tư tưởng đó thì thôi, tắt màn hình đi. 1. Đúng là thành công của rất nhiều người giàu có là hình bóng của bố mẹ họ. Vì vậy, như ai đó từng nói, đằng sau không ai chống lưng, tuyệt đối không thể ngã xuống được. Hay nói theo cách khác là những đứa trẻ không mang theo ô thì phải cố mà chạy cho nhanh. Nếu nhà bạn không giàu có thì bạn tuyệt đối càng phải gắng sức hơn. 20 tuổi bạn chưa giàu thì có thể lỗi tại ba mẹ, nhưng 35 tuổi mà vẫn còn tư tưởng đó thì thôi, tắt màn hình đi. 2. Có nhiều người định học lên cao nhưng lại sợ quá già. Hãy thử nghĩ, nếu không làm, họ sẽ vẫn phải già đi, mà lại không có cái bằng để tiến thân. Giữa cố gắng và hối hận vì đã bỏ cuộc sớm, bà sẽ dằn vặt vì cái nào hơn? 3. Nhà lập quốc Mỹ Benjamin Franklin từng nói, có những người đã chết lúc 25 tuổi, nhưng tới 75 tuổi mới được đem chôn. Hãy đảm bảo mình đừng chết ở tuổi 25. Sống cũng giống như điều khiển chiếc xe đạp, chọn dừng lại nghĩa là bạn sẽ ngã. 4. Có một sự thật kỳ lạ là cứ những nơi nào người ta kinh doanh, học tập thì trước cửa đỗ toàn những chiếc xe ô tô hạng sang như BMW kép. Còn trước cửa quán điện tử, trà đá, rượu chè thì toàn xe đạp điện, xe máy, xe đạp. Tất nhiên là vẫn có ngoại lệ. Nói thế không có nghĩa bằng người nghèo lười biếng, mà là họ đang chăm chỉ sai chỗ. Bởi vậy mà người giàu cứ tiếp tục giàu, mà người nghèo vẫn cứ mãi nghèo. Thành công cũng có những công thức, Google một phút sẽ có rất nhiều. Bạn biết nhưng vẫn cứ lười và trì hoãn đó thôi. 5. Sinh viên thì bạn có thể nói vật chất không quan trọng, nhưng 25 tuổi vẫn còn tư tưởng đó thì bạn cần phải thay đổi ngay. Càng sống lâu càng thấm nhiều, bạn sẽ nhận ra đời nhiều khi chỉ quan trọng mỗi chữ tiền, tiền và tiền thôi. 6. Tốc độ thành công của bạn nhất định phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ. Tôi từng đọc được câu đó ở trên mạng. Thường đàn ông 35 tuổi mới bắt đầu lên đỉnh cao của sự nghiệp. Lúc đó thì cha mẹ đã quá già để đợi bạn báo ơn. Cố gắng tăng tốc thành công để cha mẹ còn có ngày còn được nhờ ở bạn. 7. Đàn ông trưởng thành đừng có chuyện gì cũng đưa lên mạng. Dành cả tuổi thanh xuân của mình để cắm mặt vào màn hình đi like ảnh của người khác là bạn đang lãng phí tuổi trẻ một đi không trở lại rồi đấy. Để có nhiều việc để làm hơn là ngồi chỉnh ảnh để sống ảo. 8. Trong bộ phim nổi tiếng một thời của Hàn Quốc có một câu nói vô cùng thấm: người lớn chỉ là đang chịu đựng, chỉ là đang bận rộn, chuyện của những con người trưởng thành. Chỉ là đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để gánh vác trách nhiệm của tuổi tác. Người lớn cũng biết đau. Đàn ông rất sợ để lộ ra những tổn thương của mình cho thiên hạ thấy, vì họ sợ bị coi là yếu mềm. Nhưng là con người thì ai chả phải có những nỗi đau. Bạn có quyền kêu mệt, bạn có quyền than thở, nhưng đừng lâu quá là được. 9. Tôi từng đọc được trên mạng rằng bố mẹ cũng già rồi, cứ cho là còn sống được 20 năm nữa đi. Mỗi năm con về thăm nhà một lần, hết Tết năm nay thì chỉ còn 19 lần nữa thôi. Đi xa rồi bà sẽ thấy gia đình không chỉ là một cái tên. Ra ngoài đường, một cốc trà đá, một cái khăn ướt, người ta cũng chẳng cho không. Về nhà, cơm ngon canh ngọt mẹ nấu, chẳng bao giờ kể công. Tết này hãy cố gắng tắt điện thoại và ở lâu với cha mẹ nhé, không còn nhiều dịp đâu. Nhà vua lần lượt hỏi những người phụ nữ gần gũi mình nhất. Ông bắt đầu hỏi cô vợ thứ tư mà mình yêu thương nhất. Nàng biết là ta yêu nàng nhất, vậy thì khi ta chết, nàng có đồng ý đi cùng ta không? Câu trả lời mà nhà vua nhận được là sự từ chối thẳng thừng.
Không nói thêm dù chỉ một câu, người vợ thứ tư quay lưng bỏ đi. Nhà vua cảm thấy bị tổn thương vô hạn. Người vợ thứ ba cũng từ chối và nói: không được, cuộc sống tươi đẹp như thế này, sau khi đức vua chết, ta sẽ tái giá. Nghe những lời như sát muối vào lòng ấy từ hai người vợ, nhà vua buồn khôn xiết. Nhưng ông vẫn quyết định tiếp tục hỏi người vợ thứ hai câu hỏi tương tự. Song lần này, ông cũng chỉ nhận được lời từ chối, khiến bản thân thêm bẽ bàng. Lần này ta không dám hứa với đức vua. Nhà vua hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng lúc đó, một tiếng nói cất lên từ bên ngoài vang vọng lại: ta sẽ đi cùng với người, cho dù là người đi đâu đi chăng nữa. Nhà vua ngước đầu lên nhìn thì thấy người vợ thứ nhất đang từ ngoài bước lại phía mình. Mặt bà ủ rũ, tinh thần tiểu tụy, khổ não. Đến lúc này, nhà vua mới cất giọng bi thương, nói với người vợ thứ nhất: ngay từ đầu, đáng lẽ ra ta nên yêu thương, chăm sóc cho nàng thật tốt. Lời bình: mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bốn người vợ nói trên. Người vợ thứ nhất đại diện cho ngoại hình của con người. Cả đời chúng ta luôn cố gắng làm cho vẻ bề ngoài thật bắt mắt, ưa nhìn. Song sau khi chết, thứ ngoại hình được chăm chút, từng ly từng tí ấy cũng biến mất. Người vợ thứ ba đại diện cho sự giàu có và địa vị. Sau khi con người chết đi, những thứ đó sẽ biến thành đồ của người khác. Người vợ thứ hai đại diện cho bạn bè, người nhà và những người thân thích. Cho dù họ có thể tốt với ta, sẵn sàng ở cạnh ta thật lâu, thì họ cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta cho tới khi chúng ta về với đất mà thôi. Người vợ thứ tư đại diện cho tâm hồn, linh hồn của chúng ta. Không ít người trong chúng ta đôi khi vì mải theo đuổi tiền tài, danh vọng mà quên mất những thứ nội tại trong tâm hồn. Trong lúc theo đuổi diện mạo bên ngoài, sự giàu có hay vui vẻ, chúng ta thường làm ngơ hoặc quên mất sự tồn tại của hai yếu tố này mà không hề biết rằng sau khi chết đi, linh hồn là thứ duy nhất có thể mang theo khi chết. Trong cuộc sống này, nhiều người trong chúng ta thường chỉ quan tâm tới việc hưởng lạc từ những thứ như tiền tài, danh vọng mà sao nhãng sự tồn tại của linh hồn và tinh thần. Vì thế mọi người nên nhớ thật kỹ, thứ mà mỗi người nên quan tâm nhiều nhất trong cuộc sống này, đó chính là nội tại của chúng ta, tức là linh hồn.